Xin chào anh chị nhà đầu tư. Rất nhiều các nhà đầu tư đã inbox với AZFIN Việt Nam có trao đổi rằng tích sàn cổ phiếu có phù hợp với những nhà đầu tư không chuyên hay không. Thì hôm nay tôi sẽ giải đáp những cái thắc mắc, cái trao đổi của các nhà đầu tư về cái vấn đề này. Thì chúng tôi cho rằng cái phương pháp tích sàn cổ phiếu này nó đặc biệt phù hợp đối với những nhà đầu tư không chuyên. Vậy tại sao lại như vậy? Thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vào xem chi tiết. Vậy tích sản như thế nào và đặc điểm của nhà đầu tư không chuyên như thế nào để xem nó phù hợp ra sao. Thì trước tiên là về một cái thực tế rất đáng buồn, đó là 95% nhà đầu tư thua lỗ. Thì đây chủ yếu là những nhóm nhà đầu tư không chuyên, những nhà đầu tư gọi là tay ngang, đúng không ạ? Thì nguyên nhân chủ yếu là do cái kiến thức đầu tư vẫn còn yếu. Thứ hai là cái thông tin về doanh nghiệp của họ còn rất hạn chế. Họ lắm lúc chỉ cần biết ba ký tự thôi, chứ cũng không biết được rằng tên doanh nghiệp là gì, đừng nói đến cái câu chuyện là doanh nghiệp làm cái gì và đặc biệt là doanh nghiệp đó có triển vọng tốt trong tương lai hay không để đầu tư. Và yếu tố thứ ba đó là không có được cái chiến lược đầu tư một cách hiệu quả và phù hợp, bởi vì nhiều người vẫn cho rằng là đầu tư chứng khoán nó cũng như là cờ bạc chẳng hạn, hoặc một số người cho rằng đầu tư chứng khoán cũng chính như là cái công việc của họ áp dụng vào, thì nó lại không đúng, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhận diện cái đặc điểm của những nhà đầu tư không chuyên. Thứ nhất là về kiến thức về đầu tư hạn chế như đã nói. Thứ hai là người sau cùng tiếp cận được các cái thông tin vân vân về cổ phiếu, về vĩ mô, về vân vân. Và thứ ba là trong tay không có nhiều các cái công cụ hỗ trợ để có thể tìm ra được những cái doanh nghiệp tốt để đầu tư. Và cuối cùng là không có nhiều thời gian để bám cái thị trường chứng khoán giống như những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đó là những cái đặc điểm của những nhà đầu tư không chuyên. Tiếp theo, vậy thì để nhà đầu tư không chuyên có thể thành công thì cần phải như thế nào? Đúng không ạ? Cần phải chọn ra được một cái phương pháp sao cho nó phải phù hợp với những cái đặc điểm ở trên. Tức là phương pháp này cần phải đáp ứng được các cái yếu tố, không cần nhiều kiến thức chuyên sâu về thị trường chứng khoán, về cổ phiếu vẫn có thể đầu tư được. Thứ hai là không cần phải bám bảng giá, không cần phải bám sát cái thị trường chứng khoán mà vẫn có thể mang lại cái hiệu quả trong lâu dài. Và thứ ba là được hỗ trợ đầy đủ các cái thông tin về đầu tư cổ phiếu, đúng không ạ? Phương pháp nào phải được hỗ trợ đầy đủ. Và cuối cùng là cái phương pháp đó phải mang lại sự an tâm nắm giữ lâu dài cho nhà đầu tư. Thì khi đó nhà đầu tư không chuyên mới có thể đầu tư một cách hiệu quả được, đúng không ạ? Thì để có thể hiệu quả như vậy thì chúng tôi cho rằng cái phương pháp tốt nhất đó là đứng trên vai người khổng lồ, đúng không ạ? Thì năng lực mỗi người có hạn, đặc biệt là những nhà đầu tư không chuyên như vậy. Và muốn thành công thì hãy đầu tư vào những người giỏi nhất, những người khổng lồ ở đây, rồi là dựa vào họ để có thể đưa ra các cái quyết định, đúng không ạ? Hay nói khác là ví dụ đầu tư có thể lựa chọn những cái doanh nghiệp đầu ngành có lợi thế cạnh tranh mạnh, quản trị xuất sắc, vân vân, thì khi đó cái cơ hội thành công nó cao hơn, thành công nó cao hơn, đúng không ạ? Và tiếp theo thì cái việc đầu tư để cho lâu dài có thể hiệu quả thì cũng cần phải hiểu thêm về cái lãi suất kép. Thì ai cũng biết đến lãi suất kép nhưng không mấy ai thành công, là bởi vì họ không biết cái cách vận dụng cái lãi suất kép này như thế nào, mà họ chỉ biết về cơ bản cái lý thuyết mà thôi, đúng không ạ? Thì ở trong cái cộng đồng tích sản cổ phiếu AZFIN thành lập ra rất nhiều năm và là nơi đầu tiên đưa ra cái chương trình AZ tích sản cổ phiếu rất phù hợp đối với những cái nhà đầu tư không chuyên, đúng không ạ? Đó là chúng tôi cung cấp cho các nhà đầu tư, thứ nhất là cái danh mục đầu tư để nhà đầu tư có được những cái cổ phiếu tốt trong cái danh mục đó và lựa chọn đưa vào danh mục tích sản của mình. Rồi tiếp theo là chúng tôi có đưa ra cái vùng giá tích sản, để tức là cứ mua được vùng giá tích sản nào có giá hấp dẫn, rồi là có cái phân tích chi tiết đánh giá về cái doanh nghiệp được đưa vào cái danh mục tích sản này. Rồi thứ tư là có thể kết nối và học hỏi thêm những cái kiến thức ở trong cái cộng đồng tích sản cổ phiếu. Thứ năm là đồng hành và được đồng hành và giải đáp những cái thông tin, những cái vướng mắc về tích sản cổ phiếu. Và cuối cùng là có thể được nâng cấp lên cái tích sản cổ phiếu nâng cao hay tham gia những cái câu lạc bộ nhà đầu tư giá trị. Thì thứ nhất là về cái việc cung cấp cái danh mục tích sản thì thường có hơn 30 mã được phân chia đầy đủ theo cái phân lớp. Thứ nhất là lớp liên quan đến lớp tấn công, rồi lớp cân bằng, rồi lớp phòng thủ. Đó, lớp tấn công là chủ yếu các cái cổ phiếu có tăng trưởng mạnh, lớp cân bằng là vừa tăng trưởng vừa phải lại có cổ tức, còn lớp phòng thủ là những cái cổ phiếu có cái cổ tức cao,
cụ từ cao. Và như cái danh sách này thì được nghiên cứu phân tích rất là kỹ càng và nhất quán, trong dài hạn thì sẽ rất là tốt. Rồi nó update thường xuyên để loại bỏ những cổ phiếu không đáp ứng yêu cầu và thêm các cổ phiếu đáp ứng đủ các yêu cầu cho nhà đầu tư tích sản. Và tiếp theo là về cái cung cấp cái vùng giá tích sản. Tức là giá mua thì cứ mua là được cái vùng giá được định giá chiết khấu hấp dẫn, đúng không ạ? Và tích sản cổ phiếu ở đây không phải là cứ mua bình quân, tức là giá nào cũng mua, mà mua với cái vùng giá hấp dẫn thì mới mua. Thì về lâu về dài, tích sản cổ phiếu sẽ mua được ở một mức giá trung bình, nó thấp hơn so với giá bình quân của cái cổ phiếu đó trong thời gian dài, đúng không ạ? Ví dụ như là nhiều người cho rằng là tích sản cổ phiếu 2007-08 giá cao như thế, đến bây giờ hòa vốn. Đó là một nhận định không hề đúng, bởi vì cái hồi đó định giá quá cao là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta không phải tích sản cổ phiếu là mua một cục tại thời điểm nào đó, mà chúng ta mua hàng tháng với cái giá hợp lý thì mới mua. Thế do đó là lợi suất kể cả tích sản từ năm 2007 sẽ rất là cao, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là cái giá ngừng tích sản để tránh mua với cái giá cao đó. Rồi là giá cân nhắc bán để có thể bảo vệ thành quả chốt lời đó, tránh giá cao quá mà không bán, đến lúc quay đầu thì lại gây ra cái sự sốt ruột nuối tiếc cho nhà đầu tư. Tiếp theo là về cái vấn đề là có các cái phân tích chi tiết về những cái cổ phiếu trong danh mục tích sản. Thì mỗi cổ phiếu vào danh mục tích sản đều được phân tích cơ bản và update lên để cho nhà đầu tư tích sản có thể tiếp cận, có thể đọc và hiểu, nêu rõ lý do vì sao lại được lựa chọn vào cái danh mục tích sản, và triển vọng tương lai, lợi thế cạnh tranh, quản trị công ty là yếu tố bắt buộc phải có. Và cuối cùng là phân loại cái cổ phiếu đó thuộc danh mục tấn công hay là danh mục cân bằng hay là danh mục phòng thủ để quý nhà đầu tư có thể hiểu rõ. Tiếp theo là về cái vấn đề là ở trong cái việc tích sản cổ phiếu cho những nhà đầu tư không chuyên này, thì có một cái điều rất là quan trọng, đáng chú ý, đáng quan tâm đối với nhà đầu tư, đó là cái việc kết nối, học hỏi và nâng cao kiến thức, và có một cái môi trường gọi là trong sạch, trong lành để cùng nhau đồng hành đầu tư. Thì AZFIN sẽ tổ chức offline và online gặp gỡ, chia sẻ những ý kiến thức về tích sản để cho bà con có thể hiểu thấm nhuần, để áp dụng vào hiệu quả hơn. Rồi các thành viên kết nối với nhau không chỉ là tích sản mà còn là tận dụng công việc, phát triển kinh doanh, vân vân. Rồi tiếp theo là đồng hành cùng giải đáp và giải đáp. Thì AZFIN luôn đồng hành cùng nhà đầu tư với các cái chương trình thường xuyên để có thể tuân thủ kỷ luật tích sản thành công và hướng đến cái mục tiêu lớn là tự do tài chính đối với mỗi nhà đầu tư tích sản, và giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư tích sản sao cho hiệu quả tích sản cao nhất có thể, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là về nâng cấp bản thân nhà đầu tư. Thì sau khi một thời gian mà nhà đầu tư tích sản kỷ luật và có hiệu quả rồi, thì AZFIN sẽ hỗ trợ cái việc nâng cấp cho họ, cho nhà đầu tư có thể là tích sản nâng cao hoặc là tham gia các cái câu lạc bộ nhà đầu tư giá trị để có thể mang lại hiệu quả lớn hơn nữa, hoặc có thể trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, đúng không ạ? Và vậy thì tích sản cổ phiếu tóm lại là gì? Là cái phương pháp đầu tư giá trị dành cho những nhà đầu tư không chuyên, nhằm mục đích xây dựng cái nguồn thu nhập thụ động với cái khả năng sinh lời cao, bền vững và lâu dài, và hướng đến đạt cái mục tiêu về tài chính, tự do tài chính, vân vân. Thì cái mục đích của tích sản thì có thể là tích sản cổ phiếu để tự do tài chính, để nghỉ hưu sớm, hoặc tích sản cổ phiếu để xây nhà, mua ô tô, hoặc tích sản để có thể cho con học đại học chẳng hạn. Thì ở đây chúng tôi có ví dụ một cái trường hợp, nếu mà quý anh chị bỏ vào 120 triệu ban đầu, bỏ vào đầu tư, và mỗi tháng bỏ thêm 2 triệu, thì sau 18 năm thì quý vị cũng có thể có 3,82 tỷ đồng. Nếu trừ lạm phát khoảng 4% một năm, thì cái khoản đó vẫn tương đương với thời giá bây giờ là 2,24 tỷ đồng. Tức là đủ thoải mái cho con quý anh chị có thể học ở đại học, không những ở trong nước mà còn một số cái nước có chi phí vừa phải, đúng không ạ? Thì đấy là những cái mục đích, mục tiêu chúng ta có thể đạt được trong cái việc tích sản cổ phiếu. Thì trên đây là những cái nội dung tôi đã trao đổi đến quý anh chị về cái việc là tại sao cái phương pháp tích sản phù hợp với những cái nhà đầu tư không chuyên là như vậy. Quý anh chị có thắc mắc gì hay có trao đổi gì thì có thể comment để chúng tôi biết, hoặc là inbox vào cái page AZFIN Việt Nam trên Facebook, hoặc là quý anh chị có thể vào cái trang web tích sản cổ phiếu của AZFIN Việt Nam để có thể nghiên cứu, học hỏi thêm nhiều kiến thức cũng như trao đổi cùng AZFIN để làm sao chúng ta tìm ra một cái phương pháp đầu tư hiệu quả nhất cho mỗi chúng ta. Xin chúc quý anh chị thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.